cái con heo này làm gì mà nó hót vậy trời mọi người. Con heo Bamboo này là Bamboo trái nha mọi người. Anh khách này anh ấy kêu mình kiếm cho anh ấy mấy con mà sáng giờ mình lục tung cái Sài Gòn lên mới được còn sót được có đúng 7 con này. Thấy không? Bamboo 4 bit đúc nha, bên trái. Ai mà có thì inbox ngay cho mình nha. Đó rất là đẹp nha, hàng rất là hot luôn á. Sáng giờ tìm mãi mấy chỗ nó còn thôi à. Chứ hàng này mình bán cũng hết lâu lắm rồi. Nè, đó. Bamboo trái này thì dành cho mấy cái xe như Vario mà muốn gắn bên trái hoặc là SH này nọ. Là heo 4 bit trái thì mọi người nên mua nha. Đó, anh nói là mắc anh cũng mua luôn chứ không cần phải rẻ nha. Tại vì người ta đang cần hàng thì giá bao nhiêu người ta cũng sẽ mua cho mọi người hết đó. Nên là nhiều người ta cứ chê mắc chê rẻ nha. Đồ chính hãng 100% nha mình. Nè, con ốc đồ chính hãng á, bạn nhìn thấy con Bamboo màu đỏ nó cũng có y chang vậy không nè. Con ốc đẹp rất là đẹp nè, nó lục giác năm cạnh nha. Sao? Đó. 100% là hàng chính hãng chứ mình không có bán ba cái đồ lô đâu nha mọi người. Con này rơi vào khoảng hơn 5 triệu. Hiện tại của nó là đang hơn 5 triệu một con nha mọi người. Đó. Cái thời điểm nó rẻ thì mọi người không mua, đến bây giờ thời điểm nó cao quá trời mọi người mới đi tìm nha. Rất là hot nha. Nhưng mà giá hôm nay hiện tại nó cũng lên, không có bán bao nhiêu tiền hết trơn á. Con này đang giá lẻ là 5 triệu tư nha. Nhưng mà anh em nào thích mà giá muốn tốt thì inbox ngay cho mình nha. Còn ai mà đang có giá số lượng á, mà rẻ hơn cái này thì cứ inbox ngay cho mình nha. Để mình nhập thêm về mình bán cho khách. Tại vì nhiều khi khách người ta cũng đang cần mấy cái con heo trái này nè. Nó đang đứt hàng rất là nhiều nha mọi người. Ai có inbox ngay cho mình nha. Đó, giá rẻ là mình sẽ ôm hết luôn á, không có vấn đề gì đâu nha cả nhà. Rồi thôi bây giờ đóng hàng để chuẩn bị giao cho khách nè. Đó, thấy không? Mình chuẩn bị giao cho khách. Xỉ bót ngay cho mình nha.